Rồi, thì hôm nay mình sẽ muốn thể hiện cái suy ngẫm của mình về một comment của một bạn nha. Chứ là nó trả lời bình luận đồ nghe làm như tôi thầy cô gì thôi, trả lời. Chỉ là thể hiện cái suy ngẫm của mình về một cái bình luận. Một cái bình luận cũng khá có tâm, bởi vì nó dài, cho nên là mình những cái bình luận dài như vậy mình sẽ muốn nói hơn, để có thể thể hiện được những cái bày tỏ của mình, để cái người nào đó đang quan tâm có thể hiểu được rõ hơn. Bởi vì nhiều khi mình nhắn bằng những cái tin nhắn, nó có thể gây tưởng và gây tưởng và gây hiểu, nó bị hơi hơi không có khớp với cái ý mà mình nói. Ok, thì cái bình luận nó như thế này: mình là người vừa mới nghe kênh của Thảo và luôn bị thu hút bởi những câu chuyện về vấn đề mà Thảo đã và đang trải nghiệm cuộc sống. Ghê quá. Mấy người bớt thu hút bởi những cái câu chuyện và vấn đề của tôi lại, chứ không là vũ trụ nó sẽ cho tôi gặp nhiều vấn đề hơn để mấy người được tiếp tục ưa thích nữa hay thí mẹ tôi nha. Giỡn. Mình có một thắc mắc muốn nhờ Thảo trả lời giúp, là có một câu nói: thông một pháp thì sẽ thông vạn pháp. Vậy câu nói đó có phải nói về những người đã tỉnh thức không? Vậy một người tỉnh thức nếu trước một ngành nghề mới hoặc một ngôn ngữ mới thì họ cần phải trải qua một quá trình học và thực hành để chuyển đổi, hay người tỉnh thức sẽ thông suốt mà không cần học? Câu trả lời là vẫn cần phải học hoặc là không cần phải học. Vậy thì câu nói thông một pháp sẽ thông vạn pháp đúng trong trường hợp nào? Làm như là tôi nói, tôi cầm như là cái đề bài IELTS 89 chấm. Cái đề bài IELTS tỉnh thức. Rồi. Bây giờ sẽ trả lời vô cái cụm từ khóa thứ nhất, là có một câu nói thông một pháp thì sẽ thông vạn pháp. Chết rồi. Tôi cảm thấy là hơi nước từ đâu kéo tới rồi. Chắc nó nói đổi mưa nó rút xuống sập mặt quá. Câu nói thông một pháp thì sẽ thông vạn pháp. Vậy có phải nói về những người đã tỉnh thức có phải không? Rồi, ok. Thì những người tỉnh thức khác mình không biết. Mình không biết những người tỉnh thức khác thì sao. Chứ còn hiện thì trên cái kênh mình, cũng như hiện khi mình nhận được những cái câu hỏi hay là những cái bình luận gì, mình sẽ trả lời theo phương diện của mình. Thông một pháp thì sẽ thông vạn pháp. Nó đúng, chính xác luôn. Vì giống như là cái livestream vừa rồi mình nói, vì cái câu đó nó đúng, cho nên cái cuộc sống nó được đơn giản hơn, nó đỡ bớt những gánh nặng hơn. Bởi vì hồi xưa là có quá nhiều pháp, có quá nhiều luật, có quá nhiều thứ trong cái thế giới quan cũ, có quá nhiều thứ đi, cho nên là mình bị rối, mình không biết là nên theo nào, mà không biết cái thao sao cho đúng, mà không biết sao cho tốt. Nhưng mà đúng là khi tỉnh thức, ta chỉ thấy được có một cái duy nhất đó, có vạn pháp là một. Từ cái thời mà Đức Phật á, họ truyền đạt chân lý cho tới bây giờ vẫn cùng nói về một thứ. Có nghĩa là giữa muôn vạn những cái vô thường, có một cái không vô thường. Cái không vô thường đó nha, cái không vô thường đó chính là sự thật. Và cái không vô thường đó là tập hợp tất cả những cái vô thường. Đấy, đấy. Hiểu không? Hơi bị rắc não đúng không? Cái sự không vô thường là tập hợp tất cả những cái vô thường. Bởi vì nếu như mà sự không vô thường đó mà vô thường, thì nó sẽ có khúc này vô thường và khúc kia đóng băng, khúc này vô thường và khúc kia đóng băng. Nhưng mà vì tất cả mọi thứ đều vô thường, nên có một cái sự không vô thường, có một sự vĩnh cửu. Có nghĩa là mọi thứ sẽ luôn vô thường và đó là chuyện bình thường. Khó nói quá thôi. Thôi cứ nói rồi khó quá bỏ qua. Vậy bây giờ nói về thông một pháp thì sẽ thông được vạn pháp, chính là nhận ra cái bản chất của sự sống này,
nhận ra không có những cái bản ngã, những cái tự ngã, mà nhận ra đâu cũng là nguồn. Không có tất cả những cái bản ngã khác thì tất cả những cái gọi là vấn đề, gọi là tùm lum hết, nó sẽ biến mất. Bởi vì ta chỉ nhận ra chỉ có nguồn thôi, chả có gì khác. Nguồn là một cái rất là thông minh, và nó đang sắp xếp, đang vận hành mọi thứ, và nó đang điều phối mọi thứ. Cái ý thức nhỏ này nó không thông minh bằng nguồn, cho nên nó sẽ thuận theo nguồn. Nguồn là một cái rất là thông minh. Mình không thể nào, cái ý thức nhỏ của mình và cái, bởi vì nó từ cái nguồn vô lượng vô hạn đó ra tất cả mọi loài sinh vật. Và cái sự từ tất cả những loài sinh vật mà từ mình cho tới lên nữa, thì cái tuệ của nó mở ra hơn mình nhiều. Cho nên những cái loài sinh vật mà càng bậc cao, càng cõi cao, giống như là 6D, 7D gì, gần nguồn gì đó, thì nó sẽ hiểu rõ hơn nguồn là cái gì. Nó sẽ hiểu rõ hơn một chút về cái plan của nguồn, bởi vì nó gần nguồn, nó thông minh gần nguồn rồi. Sẽ tới lúc mà nó thông minh quá rồi nó sẽ nhập nguồn, và nó sẽ theo một cái quy trình như vậy. Còn mình thì đang ở cõi này, cái tuệ của mình nó chưa đủ để thông minh, để hiểu hết được cái plan của cái nguồn tuyệt đối đó. Vì vậy cho nên cách duy nhất chỉ là theo nó thôi. Mình không hiểu thì mình theo, có một cái sự thông minh gì đó điều phối thì mình cứ theo thôi, chứ mình chống đối, mình bla bla cái gì. Bởi vì hồi xưa theo cái tầng nhận thức cũ thì mình nghĩ mình là cái tôi riêng lẻ, và mình cho nên là mình nghĩ cuộc sống với mình là nó tách riêng ra nhau, cho nên là mình có những cái sự mong muốn và sau đó nó sẽ bắt như ý. Bởi vì mình nghĩ mọi cái ngoài kia đều là những cái ngẫu nhiên, đều là những cái thô, đều là những cái không có cái sự ý thức tinh thần. Nhưng mà không, tất cả vũ trụ này đều có ý thức tinh thần, đều có một sự thông minh tự có của nó, đều một cái sự thông minh. Ngay cả cái cây này, cái cây nó cũng có, nó cũng là một dạng sinh vật, nó có cái ý thức của nó luôn. Kiểu như là mình thương yêu nó thì nó sẽ nở hoa, mình cọc cành nó sẽ khô héo, nó cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều có cái cấp bậc ý thức của nó, đều có cái sự thông minh của nó mà mình không biết được. Mình tưởng nó vô tri, mình tưởng cái cây đồ vô tri, mấy cây, nhiều cái cây nó thông minh tổ cha luôn á. Vậy cái cây mà dây leo mà mình nói á, nhiều khi á là mình để cái dây leo nó, cái lúc mình mua nó thì cái dây leo nó bị trọt ra, mà mình để nó trong một cái chỗ nào đó một tháng thôi là cái dây leo nó sẽ tự động biết nó cần bu chỗ nào. Nó vậy, kiểu vậy. Thì vậy nên mới nói là cái pháp duy nhất là nhìn ra sự thật, nhìn ra mọi thứ đều là nguồn và không có bản ngã nào. Mọi thứ đều là nguồn có nghĩa là tất cả mọi hình tướng xung quanh đều là từ nguồn lên, và chính cả mình đều là từ nguồn lên. Chính cả mình đều là từ nguồn lên luôn. Nhưng mà bởi vì trong bộ não mình có một cái gọi là ký ức nó trồi lên, và mình cứ theo. Và đó không phải là nguồn. Đó chỉ là những cái cài đặt, những cái ký ức đó lên thôi, và mình không biết mình đồng hóa. Thì khi mình tỉnh thức thì mình sẽ ý thức được là cái hiện tại, cái ý tưởng đang ra, cái phản ứng đang ra, cái suy nghĩ đang ra, nó là từ ký ức hay nó là cái hứng khởi từ nguồn thông qua mình. Mình chỉ nhận ra thôi. Và đôi khi rất khó để ra nhận ra. Mình đã có những cơ duyên để biết về sự thật, để nhận ra sự thật, hoặc là để đọc về sự thật. Và từ đó thì cái ý thức này nó sẽ tự nhiên nhạy bén, nó sẽ kiểu như nó để ý tới cái chiều hướng hướng sáng, nó để ý tới cái chiều hướng sự thật, thì nó sẽ tự nhiên nhạy bén. Nó sẽ có ý thức, mà có ý thức về chuyện hướng sáng, có ý thức về nguồn, có ý thức về ký ức, nó có ý thức. Và cái sự có ý thức đó càng ngày càng mạnh và càng sáng, người ta gọi là người quan sát, the watcher, là cái người quan sát đó, the watcher đó, càng ngày nó càng nhận ra thôi. Và cái ý thức này cũng như cái mà mình cho là mình, thường khi mình cho là mình, là mình cho là mình là cái ý thức này, đúng không? Thì cái ý thức này, cái ý thức của, gọi là cái ý thức của hình tướng này, cái ý thức của tôi này, đóng vai trò the watcher, người quan sát thôi. Có nghĩa là người giống như là một người, hãy tưởng tượng giống như là một người quan sát khu phố vậy. Thì bạn sẽ không, nếu như người quan sát uống rượu vô thức,
không có ý thức uống rượu đồ ngủ ngáy tới ngày thì có những cái tên trộm ấy nó không thấy, nó không thấy. Nhưng mà càng ngày nó càng sáng, cái sự quan sát của nó càng tinh ranh, giống như là mỗi con chim chim ưng vậy đó. Sự quan sát của nó càng tinh ranh thì những cái nào, những cái tên trộm, những cái nào giả, giả, những cái nào giả, tình thương giả hay là cái gì đó, tất cả những cái giả nó đến từ vùng ký ức trồi lên, thì cái người quan sát đó sẽ thấy a, cái này không phải là thiệt, cái này chỉ là từ cái ký ức gì đó nó trồi lên, nó không phải là thiệt, nó không phải là chân lý. Sự thật chỉ có một, là những cái từ nguồn lên, còn những cái không từ nguồn lên là giả hết. Thì cái người quan sát đó sẽ càng tinh ranh và nhận ra ờ, này quỷ này giả nè, quỷ này trộm nè, quỷ này không phải nè. Và khi ông chủ đến là nguồn đang thông qua với những cái ý tưởng, những ứng tác nào đó, thì cái người quan sát đó biết đó là ông chủ, đó là nguồn đang thông qua. Ok. Thì nó sẽ theo tới cùng, bởi vì nguồn là mới là sự thật duy nhất, là cái sinh ra mọi thứ. Và cái sự nhận biết đó nó cần qua nhiều cái shadow work, và nó là một cái chuyện tự nhiên khi mình có ý thức thôi, không có là một cách làm gì hết nha, không phải là ngồi nhẩm nhận biết luôn. Nhận biết là nhận biết thôi, có ý thức. Ví dụ như là đang sao hồi giờ cứ mở mắt dậy là đáy bậy, mở mắt dậy là đáy bậy, bây giờ mở mắt dậy mới kéo chuẩn bị đáy, cái có ý thức. Cái chỗ này là không phải toilet, hồi giờ đáy bậy quen rồi, chỗ này không phải toilet là vô toilet đáy. Bây giờ vậy có ý thức nó kiểu vậy nha. Vậy nên mới có những câu nói như là nhận ra ta không là ai cả, và đồng thời ta nhận ra ta là tất cả là mình. Ngược không? Bởi vì hồi xưa là nhị nguyên thì thường là tất cả là mình, hoặc là sao chứ bây giờ sao lại nhận ra ta không là cái gì cả, không, ta không là gì cả, không có ta. Và đồng thời ta lại nhận ra tất cả là mình. Sao lại hai cái cùng lúc? Bởi vì chân lý, sự thật nó không ở trong một cái dimension của nhị nguyên. Vì vậy cho nên là khi nói về nó rất là phức hợp, nó rất là complex. Nó không phải là nói một cái bác bỏ cái còn lại, mà nó là unique, tập hợp của tất cả mọi thứ đó. Cho nên là bây giờ khi phân tích cái câu nói ta là tất cả nha, khi phân tích câu nói ta là tất cả là mình, có nghĩa là khi bạn nhận ra mình là, khi bạn nhận ra mình là cái gì, khi bạn nhận ra nguồn tuyệt đối thông qua mình và thông qua mọi hình tướng khác, thì có nghĩa là tất cả mọi hình tướng đều là hiện hữu, tất cả mọi hình tướng đều là biểu hiện của nguồn, tất cả mọi bông hoa đều là hiển lộ của nguồn. Vậy thì tất cả là mình là tất cả như vậy, mình không ngoại lệ, mình là một bông hoa nở lên từ nguồn thông qua mình, và tất cả mọi hình tướng cũng là những bông hoa khác nở ra từ nguồn thông qua. Vậy cho nên mình là tất cả, bởi vì tất cả đều là từ cái nguồn đó. Nhưng mà lại nhận ra luôn không có cái mình luôn, bởi vì cái tôi hồi giờ mình nghĩ là mình riêng lẻ với mọi khác thì không có. Cho nên là không có cái tôi, không có mình riêng lẻ với tất cả mọi thứ, cái đó là không có. Nhưng mà khi dùng cái chữ, khi dùng chữ viết là phải nói mình là, đúng không, thì sẽ nói không có cái tôi, nhưng mà tất cả mọi hình tướng lên đều từ nguồn, ngoài nguồn ra không có cái gì hết. Vậy thì mình là tất cả, hay là mình cùng với tất cả mọi thứ chỉ là một thứ? Rồi thôi ráng hiểu đi nha, chứ còn biết nói gì hơn. Rồi khi ta nhận ra điều đó thì ta nhận ra là ta luôn ở nhà rồi. Người ta nói đi tìm nhà, đi về nhà, nhưng mà ta luôn ở nhà, ta luôn ở trong vòng tay của cội nguồn rồi. Xung quanh tất cả cái thực tại này, tất cả những cái hình tướng kia, con chó nằm kia, thằng chồng ngồi đánh máy kia, cái cây này, cái tiếng động ngoài kia, tất cả mọi thứ đó đều là từ nguồn hết, đều là nguồn hết. Mình đang trong, cũng có cái mình, nhưng mà ý là cái ý thức nhỏ này, gọi là ý thức nhỏ này, nó đang trong vòng tay của cội nguồn. Nó đã ở nhà rồi, nếu như mà gọi là cái đích đến thì nó đang ở cái đích rồi.
cái đích đến thì nó đang ở cái đích rồi, nó tròn đầy rồi, nó không thiếu, nó không cần phải làm cái gì đã được tốt hơn, nó không cần làm cái gì đã được tròn đầy, bởi vì cái sự tròn đầy, tôi hồi xưa tôi ghét mấy câu đó lắm, nhưng mà không có cách nào nói khác. Cái sự tròn đầy và cái sự, cái đích đến nó ở đây, ở ngay giây phút này rồi. Bởi vì là làm cho cố hay là mong cầu cho cố thì cái sự mà thiếu thốn đó, cái sự không viên mãn đó, cái nguyên nhân sâu xa cũng chỉ là muốn ở trong một cái sự tròn đầy viên mãn thôi. Và cái sự tròn đầy viên mãn đó chính xác là trong vòng tay của nguồn, của cội nguồn, mà hồi giờ khó nhận ra, cho tới lúc mình nhận ra là khi mình biết được mình ở trong vòng tay của cội nguồn và đâu đâu cũng là hiện diện của chân tâm, như anh Trí nói là không có cái sự thay thiếu một cái gì hết, nó kiểu vậy. Bạn nói là một ngành nghề mới hoặc một ngôn ngữ mới thì họ có cần phải trải qua quá trình học và thực hành để chuyển đổi, hay là người tỉnh thức sẽ thông suốt mà không cần học? Thì những cái ngành nghề mới và những cái gọi là cái gì, ngôn ngữ mới, ok. Bởi vì đối với người khi họ chưa sống trong sự thật, họ sẽ đánh dấu những cái mới thông qua những cột mốc như là chuyển nhà, chuyển việc, học ngôn ngữ để đi nước ngoài. Những cái mới đối với họ chỉ là những cái cột mốc như vậy. Nhưng mà không phải, đối với người tỉnh thức mỗi ngày là mới, hoặc nếu như sâu hơn, mỗi giây phút là mới. Cái sự mới mẻ là cái mà mỗi giây phút, chứ không phải là chỉ chuyển việc, chuyển gì mới mới nữa. Cho nên hồi xưa khi mình chưa tỉnh thức thì cái mình thường quen thuộc với những cái cũ, cho nên nó râm ra nhàm chán. Còn sau khi mình tỉnh thức tới một cái mức độ nhận biết nào đó, mọi thứ đều là mới. Cho nên bây giờ có thêm cái mới, hai cái mới, ba cái mới, nó cũng đâu sao, bởi vì mình sống trong cái mới luôn luôn. Cho nên mình mới nói là mỗi ngày mở mắt dậy nó là một cái ngày mới. Hãy làm quen với cái sự mới mẻ. Thì đổi việc, hồi xưa khi mình quen với những cái quen thuộc, đổi việc, đổi gì, đổi nhà, đổi môi trường, cái là mình chống đối, mình bắt mệt, bắt sợ liền. Mình lo liền, giờ lo học rồi lo từ lứa. Chứ còn khi cái sự thường hành của mình là sự mới mẻ, mỗi ngày, mỗi buổi, mỗi giây phút, tới mỗi giây phút là cái mà sống trong hiện tại nhiều nhất, là cái mà sống theo chân lý nhiều nhất. Thì bây giờ có cái mới nào nữa, đổi việc, đổi gì thì nó cũng là một trong muôn vàn cái mới mình trải nghiệm à. Thì đâu có gì gọi là phải gì đâu, phải chuẩn bị gì đâu. Bởi vì mỗi sự mới mẻ và sự ấn tác là mình đã trải nghiệm rồi mà. Bởi vì cho nên mới nói là mỗi ngày hoặc là trong mỗi cái moment nào đó, đừng có chốt một cái gì hết. Đừng có chốt một cái gì hết, hãy mở lòng và mở ra và đón nhận mọi sự, chứ đừng có chốt một cái gì hết. Ngay cả bản thân mình khi mình đi qua nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống á, thì ngày hôm qua mình còn đinh cái này vậy rồi, nhưng mà ngày hôm nay khi mới mở mắt dậy, có những ngày hôm qua tất cả những cái điều kiện hội tụ cho mình trải nghiệm và khẳng định ồ cái này là phải vậy này, hoặc là lúc đó là trong một cái phút vui bâng quơ nào đó, những cái tiềm thức, những cái cài đặt, những ký ức nó trồi lên để mình khẳng định cái đó, không ai biết được, chưa đủ trí tuệ để nhận biết được cái tiềm thức nó cài từ bao lâu rồi, cõi này, con người này chưa đủ trí tuệ để nhận biết được. Nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên mở mắt dậy rồi, mọi cái sự tất cả mọi cái yếu tố và mọi điều kiện nó khác đi, và mình cho phép cái sự mới mẻ diễn ra, sự sáng suốt, mình nhìn nhận cái vấn đề ngày hôm qua nó khác, mình nhìn nhận nó sáng hơn, nó đúng hơn. Và vì mình không chốt, mình để mở nên hôm nay mình chấp nhận cái nhìn nhận mới này. Và cái chấp nhận nhìn mà nhận mới này nó gọi là nó chuẩn hơn, nó thiên về cái hướng sự thật hơn. Và mình bỏ cái nhìn nhận ngày hôm qua đi, có nghĩa là mới ngủ dậy một ngày một đêm thôi mà nhìn nhận đã khác rồi. Bởi vì mình mở cửa, mình mở, chứ mình không có chốt. Bởi vì nếu như mà mình chốt cái chuyện hôm qua như vậy và nó thành một cái ám trong đầu và một cái định kiến hay là một cái ký ức gì đó, ngày hôm nay mình mở mắt dậy,
mình vẫn tiếp tục chốt theo cái chốt đó, cho dù mình cảm thấy cái trái tim nó thấy như sao, nó thấy không hợp lý này, mà mình vẫn theo cái chốt đó. Đó là cái dây tưởng. Vậy nên đâu có mới mẻ gì đâu. Hôm qua hôm nay giống nhau, hôm qua nó dừng chỗ chốt đó, hôm nay nó kéo tới bây giờ nó giống nhau à. Nhưng mà không phải. Mở ra và hôm nay mình nhìn nhận mới. Xin chào mọi người. Trời. Hồi nãy đang nói cái xong rồi mình có cuộc họp phải đi. Đó, xong rồi giờ quay lại thì trời mưa nên vô trong nhà. Đó. Mình có nói là ngày mai khi mình thấy là cái nhận định của ngày hôm trước nó còn chưa thật sự sáng suốt, không có nghĩa là cái chuyện đó đã qua rồi, mà mình mới đầu mình nghĩ, mình coi, mình phán xét, mình chìm thì đó lại không phải. Cái chuyện khi nó đã qua rồi thì nó qua, mình không dùng lo sáng suy nghĩ. Nhưng mà khi mình còn đang trong cái tiến trình để làm cái chuyện đó ngay lúc này, cho dù hôm qua đã làm 90% và hôm nay mình thấy cái 10% để hoàn tất cái 100% định kiến của hôm qua nó không thật sự đi đúng cái hướng của nguồn, thì mình thấy cắn cắn thì mình vẫn hủy được, vẫn hủy cái đó được. Rất khó nói, nhiều khi mình nói mình còn cảm thấy mình tự cái câu từ nhiều ra mình còn cảm thấy càng tự khó hiểu nữa, mà có nghĩa là cái rung động nó như vậy nhưng mà dịch ra bằng cái từ nó khó lắm, nó hơi khó. Cái chuyện mới như nãy trước lúc đi họp mình có nói rồi, là người tỉnh thức họ sẽ quen với cái sự mới mẻ. Cái sự mới mẻ nó sẽ không đánh dấu theo những cái bước ngoặt nữa. Bởi vì khi chưa tỉnh thức, mình nhìn con mắt với cái sự đóng khung. Mình nhìn con mắt với cái sự đóng khung có nghĩa là ngày hôm nay ngôi nhà này, ngày mai ngôi nhà này, thì mình cho nó là cũ. Chừng nào mình đổi ngôi nhà mới thì mình mới coi là mới. Đó. Còn người đối với mình thì mình không nhìn nhận như vậy. Ngày nay, ngày mai, mọi khung cảnh đều giống như vậy, nhưng mà nó đều mới hết. Một người không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông là vậy. Cho dù vẫn khung cảnh đó, nhưng mà cái cảm giác nó khác, cái nhân duyên nó khác, mọi thứ nó khác à. Càng ngày khi tới cái nhận thức của tỉnh thức thì ta trải nghiệm nó thường. Có nghĩa là đối với ta cái sự mới mẻ là thử bình thường. Mới mẻ có nghĩa là gì? Mới mẻ là vô thường. Vậy cho nên ta mới nói cái sự vô thường là cái sự bình thường. Thì lúc đó đối với người tỉnh thức, sự vô thường chính là sự bình thường. Ta trải nghiệm sự mới mẻ, sự không biết luôn luôn. Vậy cho nên nó mới hấp dẫn, nó mới tươi mới, nó mới năng lượng, nó mới đã. Chứ còn khi mình chưa tỉnh thức thì mình cứ nhìn con mắt với cái ký ức cũ, với cái quá khứ cũ, nên ta thấy nó cũ luôn à. Ta thấy cái gì nó cũng cũ. Ta không thấy mới mẻ, trừ khi cái gì nó vô quá hiển nhiên như là đổi nhà, đổi việc, đổi xe hay gì đó. Cho nên nó mới ngán. Bởi vì mình sống theo cái bộ não, và bộ não nó cho là không có gì thiệt sự mà thấy mà mới là cũ. Đó. Vậy cho nên là ta thường quen với những cái quen thuộc, và khi có cái gì mà gọi là mới thì ta cảm thấy chơi với, ta cảm thấy không biết làm sao hết. Ta cảm thấy trời ơi hồi hộp quá à, ngôi trường mới, cái gì công việc mới, giờ mình phải chuẩn bị sao để cho tốt đây, bởi vì mình không quen với cái mới. Nhưng mà khi tỉnh thức, khi moment lúc nào cũng là mới hết, ngày mới, buổi mới, moment mới, thì những cái mà công việc mới hay là cái gì mới thì nó cũng là những cái đã quá quen thuộc, bởi vì ta đã làm quen với nhiều cái mới thì có thêm 2-3 cái mới nó cũng đâu có gì lạ đâu. Đó. Cho nên mới nói là vô thường nhưng mà lại không vô thường là như vậy. Bởi vì là tập sống mới luôn thì có cái gì mới vô thì nó vẫn là cái quen thuộc rồi. Cái bởi vì mình đã quen thuộc với những cái mới. Lại khó hiểu nữa rồi. Ok. Rồi. Vậy thì bởi vì trước kia khi mình đã quá quen những cái cũ, cái lâu lâu gặp cái mới, cái mình sẽ sợ, mình sẽ muốn chuẩn bị, mình sẽ muốn này nọ. Chứ còn bây giờ khi mình đã quen thuộc với cái mới rồi thì mình thấy cái công chuyện mới, cái gì mới nó cũng chả cái gì ngoại lệ hết, nó cũng chả khác gì hết. Bởi vì khi mình đã sống theo một cái sự nhìn nhận mới thì mình sẽ không sống, mình sẽ không có cái dây của quá khứ, cái dây chốt, dây gì của quá khứ, mà mình sẽ sống mới cho mỗi cái mô, mình sẽ sống mới cho mỗi buổi, và sợ sống mới cho mỗi ngày. Thì khi mình sống mới như vậy thì mọi thứ đều là chưa biết, và vì mọi thứ đều là chưa biết cho nên mình chỉ ứng thác trong cái lúc đó. Trong cái lúc đó mình cảm thấy cần làm gì mình làm nấy, mình cảm thấy
Như thế nào phù hợp thì mình phù hợp nấy. Mình giống như một con tắc kè hoa vậy. Mình vô trong một cái chỗ mới, mình thấy cái chỗ này nên màu xanh, mình đổi màu xanh. Chỗ này đổi màu đỏ, mình đổi màu đỏ. Nó không phải, tôi tin là cái con tắc kè hoa nó không phải dùng suy nghĩ để đổi màu đâu. Nó là một cái thấy biết, hòa hợp với mọi thứ, cảm nhận mọi thứ và biết trong môi trường này cái gì đang là phù hợp. Ngay cả cái chuyện buổi sáng thức dậy trao ngồi vô một căn phòng, nếu như bạn bỏ cái định kiến đi, căn phòng này cho dù nhìn nó vẫn vậy nhưng mà nó đã mới rồi, thì trong ví dụ như là căn phòng này nó nhìn mắt thường nó chả gì khác đó, nhưng mà căn phòng này cộng với cái cảm xúc như lớp này, cộng với cái nhân duyên lúc này, rõ ràng là cái câu hỏi bạn đưa mình là mới mà. Câu hỏi bạn đưa mình đâu có gặp trước đâu, cho nên đây là cái mới rồi, chứ đâu cần gì mới nữa. Mình vô căn phòng này, cái không khí này, cái khung giờ này, cái khung giờ này, hồi giờ 1 giờ xa, 1 giờ trưa, nhiều khi là lúc đó mình đang làm việc rồi, có lúc mình đang ăn cơm, có lúc mình đang chơi game, có lúc mình đang nghỉ ngơi, mình không có cố định. Và 1 giờ mình ở đây với cái câu hỏi này, xin chào Thảo, là với cái nói này là cái mới hết mà. Đâu phải cũ đâu, cái cảnh này mình chưa bao giờ gặp. Đó, cái sự mới mẻ đó là như vậy. Và cái chuyện ứng tác vì vậy nên bạn quen với cái gì mới rồi, thả ra là bạn ứng tác. Giống như là một người họ lên diễn thuyết hay là họ lên làm cái gì đó, họ chưa biết cái đề bài nhưng mà cứ thả ra, họ tự tin họ nói, họ thả ra, họ sao họ nói, nó ứng tác, nó quen rồi. Không có trí não, kiểu như là cái trí não thì nó luôn muốn chuẩn bị. Cái trí não nó sợ không được, nó sợ dị, nó sợ bị sao, nó sợ bị sai sót, nó sợ bị sao. Trí não nó luôn sợ, nó có những, đó là những cái ảo tưởng hết, đó là những cái ảo tưởng sợ, nên vì vậy nó chuẩn bị. Chứ còn cứ đi ra mà nói chả cái khi không còn những nỗi sợ như vậy, mình cứ tự tin thôi. Thì bây giờ tôi tự tin tôi nói vậy thôi, cái chết ai đâu, không có, đâu có sao đâu. Thì vì vậy nên là cứ ứng tác tới, ngay cả công việc mới hay là cái gì đó, thì mình sẽ cảm nhận được cái công việc này nó cần những kỹ năng này, cần những kỹ năng gì. Và những cảm nhận đó không phải là cái chuyện lo xa đâu, có nghĩa là để cho bạn đang, ví dụ bạn đang ở một cái thực tại công việc gì đó và sau đó nó dẫn tới thực tại này, có nghĩa là cái tâm thức của bạn đã đủ trải nghiệm thực tại này, cho nên thực tại này nó mới tới, nó không phải là chuyện nằm trong đầu. Ví dụ bây giờ nằm trong đầu muốn thi vô trường đại học Harvard gì đó, bởi phải chuẩn bị cái gì, nó vẫn mãi mãi là trong đầu, bởi vì đậu đâu biết đậu hay không ba. Thì ok, bây giờ ba muốn một cái thực tại trường Harvard và ba cần phải học, thì ba sẽ biết ba học gì rồi ba cứ học thôi. Còn nếu như mà ngày mai là vô trường Harvard, có nghĩa là cái tầng tâm thức của ba đã đủ để có cái thực tại vô trường Harvard rồi, thì ba cứ vô. Và lúc đó cái chuyện mà chuẩn bị nó sẽ là cái chuyện gần lắm, chứ không phải chuyện lo thiệt là xa đâu. Chuyện gần có nghĩa là ngày mai ba vô trong trường Harvard thì trước hết thì trường nó sẽ cho ba biết là ba cần cầm gì theo, và sau đó ba vô trong trường mình sẽ thẩm thấu được hết tất cả những môi trường xung quanh. Có nghĩa là con người của mình tưởng là chỉ có những cái giác quan và cái bộ não này, nó không phải vậy đâu. Con người của mình cho dù mình biết hay không biết, trong một giây mình nhận được cả triệu bit thông tin vô. Và cả triệu bit thông tin đó nó làm cho ta nhạy bén và nhận ra cái môi trường xung quanh nó như thế nào. Ví dụ như là ngày mai nghĩ về cái trường Harvard và ngày mai đi vô trong cái trường Harvard nó khác nhau hoàn toàn. Ngày mai ba nghĩ có thể ba lo sợ, trời vô dị quá, vô dốt dị quá, nhưng mà ngày mai khi ba vô trong cái trường Harvard đó, ba cầm theo những cái tài liệu người ta đưa cho ba, và lúc này khi giáo viên kêu là vô trong cái năm học mới các em sẽ cần gì, ba tự động tất cả mọi môi trường xung quanh, cho dù độ ẩm, cho dù thông tin, cho dù gì, nó sẽ tự động hết cả, nó vô hết, nó làm nên cái thực tại, tất cả mọi thực tại xung quanh nó vô hết, mình chỉ không hay biết thôi. Và khi nó vô hết á thì tự động kiểu như là nó sẽ tự động, trong cơ thể nó sẽ tự động phân tích những cái mẫu thông tin rất là nhỏ mà ba không có thể biết được. Cho nên khi mà ba để mở, ba để thoải mái, ba để hở, ba không có theo cái định kiến nhiều, thì
thì khi cơ thể nó sẽ phân tích hết tất cả những thông tin nó nhận vô và nó sẽ đưa cho ba cái cảm giác, cái trực giác là ồ mình đang cần gì ở đây để cho hòa hợp được với môi trường này. Cái từ khóa vẫn là hòa nhập. Hòa hợp được với cái môi trường này thì mình cần cái gì? Mình cần, có thể là cần cần gì, cái dụng đạo cụ gì, thì cần thêm kỹ năng gì. Lúc đó mình sẽ biết. Lúc đó mình sẽ biết. Và khi mình biết mình cần cái đó, có nghĩa là khi đã ở trong cái thực tại Harvard, có nghĩa là tầng tâm thức mình đã ngang, mình mới có thực tại đó. Cho nên mọi cái diễn ra trong lúc đó thì nó sẽ, mình sẽ làm được thôi. Mình sẽ làm được. Ví dụ đã vô trường Harvard rồi, ok, cần luyện thêm tiếng Anh, ok, nó chả có cái gì khó khăn hết. Mình đã vô được tới đây rồi, luyện thêm tiếng Anh, nó chỉ là nó không có khó đâu. Nhưng mà nếu, nhưng mà khi bạn sống trong một cái định kiến, trong một cái ký ức, thì cái ký ức đó nó che hết rồi. Khi bạn vô trong trường, bạn la rung thôi mà bạn đâu nhận được thông tin gì đó. Bạn phải để rỗng, để hở, để tất cả mọi thông tin khi nó vô bộ. Khi nó vô, giống như là khi cơ đầu óc và tất cả mọi thứ, tế bào, tất cả mọi thứ để hở, để rỗng, để thoải mái, thì nó sẽ nhận được những cái thông tin của lúc này, của cái hiện tại này, của cái hiện thực này. Nhưng mà khi bạn vô, bạn run, bạn lo, bạn ảo tưởng gì trong đó, thì cái tất cả các tế bào, tất cả các thứ, nó chỉ nhận được cái thông tin lo sợ thôi. Và nó tưởng ra là cái trường này bắt gơ, bắt lo. Đó. Cho nên những cái tiềm thức, những cái định kiến dục, khi dục nó đi là vậy đó. Dục nó đi là bạn sẽ tự động biết được bạn cần cái gì trong môi trường này. Cho nên cái vấn đề ở đây quay lại vẫn không phải là việc học hay là việc gì. Cái chuyện học, cái chuyện hỏi được, cái chuyện đó nó không phải quan trọng. Mà cái quan trọng nhất vẫn là cái câu bạn nói nè. Cái câu thông một pháp thì sẽ thông vạn pháp. Cái một pháp ở đây có nghĩa là gì nữa? Có nghĩa là phân biệt được cái nào là giả, cái nào là sự thật. Và biết cái nào là từ tiềm thức lên. Cái lo, cái sợ là từ tiềm thức lên. Càng biết thì mình càng, cái lo cái sợ càng lạnh, mình càng rỗng, mình càng để hở, mình càng cởi mở, thì mình sẽ càng, cái sự sắc bén, cái sự nhận biết của mình với thế giới xung quanh nó càng mạnh. Và lúc đó, đó là một tự nhiên, chúng y chang như là khi bạn nghe một cái bài hát rồi, bạn thích hát, bạn nghe một cái bài hát rồi, bạn ngày hôm sau á, bạn nghe vài lần, bạn thích bài đó quá, ngày hôm sau mở bài đó lên, bạn tự động bạn hát mà. Mọi thông tin nó ghim vô, xong rồi bạn tự động bạn hát hay mà. Bạn tự động hát đúng mà. Chứ đâu phải là, chứ còn nếu như mà lúc đó bạn vô mà đứa nào đó đứng dưới coi rồi bạn lo, bạn sợ, bạn hát dở thì nó giống vậy. Vậy cho nên cái chuyện có phải học hay không, hay là không cần học, có nghĩa là tùy. Bởi vì lúc đó khi mình vô thì mình sẽ biết được mình cần làm cái gì và mình cần học cái gì. Ví dụ như là cái vô trong môi trường này nó cần tiếng Anh giỏi, mà cái tiếng Anh mình chưa được giỏi, thì mình biết mình cần tăng lên thì mình học thôi. Và khi mình biết mình cần tăng lên, tăng cái kỹ năng về tiếng Anh, thì nó sẽ là một cái sự thật hiển nhiên. Giống như kiểu bây giờ Berry lễ hội Halloween thì bà cần trang điểm lè lẹt, cần trang điểm ghê. Nó như là một cái chuyện bình thường, nó không phải là phải học đó. Bà biết tăng kỹ năng Anh văn thì bà tăng kỹ năng Anh văn. Bà tăng kỹ năng Anh văn, bà biết là, và trong cái lúc tăng kỹ năng Anh văn, bà biết cái gì làm cho bà học Anh văn dở. Ví dụ nhớ cài đặt, những cài đặt, ví dụ buổi sáng mới ngủ dậy ở trong phòng tắm nói như hay như quỷ, mà ra ngoài đường gặp đứa quỷ kia hết hùng hết vía nói không ra hồn, thì bắt đầu mình sẽ làm việc với những cái cài đặt đó. Mình kêu là do cài đặt khi ở mình thì mình tự tin, còn ở với người khác, gặp người khác là mình yếu bóng vía, thì nhìn ra cũng là nhìn ra những cài đặt đó rồi. Bởi vì sẽ có những lúc mình nói sao xuất thần, mà có những lúc mình nói ra hồn mà, thì mình sẽ nhìn ra những cái thứ rất là sâu, những cái cài đặt khớp đám đông hay gì đó, thì mình nhìn ra những cái đó. Có nghĩa là rất nhiều cái để nói trong cái chủ đề này nha.
nó nói về cái một thì có cái pháp mà bạn nói một pháp đó, chứ còn mà nói về cái râu ria thì có cả đống, mà khi bạn tỉnh thức bạn tự động có cái trí tuệ để bạn biết, bạn nhận biết nhiều cái. Và khi cái chuyện học, ví dụ như là học tiếng Anh, ví dụ như bạn thay vô trong cái trường Harvard, đứa nào nói tiếng Anh hay, mình nói dở quá, mình thấy mình cần trau dồi tiếng Anh, thì nó là một cái cần thiết cho cái thực tại đó, mà nó không phải là cái mà lo cái gì hết. Học thì học thôi. Và cái vấn đề là người tôi, người tỉnh thức gì hả, mình không có phân mảng, mình đã nói không phân mảng rồi. Bởi vì khi phân mảng là sao? Khi phân mảng có nghĩa là bạn chơi video game vui, bạn chơi mấy giờ sáng không sao hết. Mà bạn học tiếng Anh bạn kêu mệt, bạn học 2 giờ là bạn bỏ giải, bạn kêu phải học. Cái từ phải học là khi bạn còn phân mảng. Khi bạn còn phân mảng, bạn kêu cái này là phải làm rồi, cái kia là thích. Không, nó sẽ không có vụ phân mảng vậy. Mình sẽ kiểu như là mình biết được là trong môi trường này làm gì thì mình làm nấy, hòa hợp mà hòa nhập và hòa thuận với tất cả mọi thứ. Mà trong môi trường này úp tiếng Anh ok, tao úp tiếng Anh thôi. Và lúc đó sẽ vì cái sự mình có sự phấn khởi, sự cởi mở, sự thích thú này, mình học hay, mình học vui, mình toàn tâm toàn ý, mình không bị vô cái thế là phải làm. Vì vậy nên nó nhanh, nó hay, nó vui, mình tìm được cái cách học hay, học vui đó, nó kiểu vậy. Có những người khi họ tỉnh thức thì có thể trong phần tiềm thức của họ đã có lưu cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp ở những cái kiếp trước, thì họ có thể khi họ học thì nó sẽ nhanh hơn. Và khi họ học theo kiểu bỏ hết những cái định kiến ra, học và thả ra nó một cách tự nhiên. Cái tiếng mẹ đẻ mình khi mình nói một cách tự nhiên thì nó đâu cần suy nghĩ gì đâu, nó chỉ là một cái gì đó ra thôi. Và khi có nhiều người khi ở trong phần tiềm thức của họ đã có cài sẵn rồi thì họ học lại và họ biết như thế nào là tự nhiên, không phải kìm nén, không phải gồng, không phải nỗ lực, không phải gì cả, thì nó sẽ ra một cách tự nhiên và nó hay. Và ngay cả mình sống ở nước ngoài, mình biết là cho dù bạn nói dở nó cũng chả có vấn đề gì đâu. Nhiều khi mình sợ mình cần mọi thứ phải hoàn hảo, mình phải trở thành một phiên bản hoàn hảo, nhưng mà không phải đúng cái ngày mai hoàn hảo. Có nhiều lúc, ví dụ khi bạn sống ở nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó của bạn đủ nhưng mà người ta chưa hiểu, mình vẫn có thể kêu người ta nói chậm lại, hoặc là mình vẫn có thể nói một cách rõ ràng cho bà nói lùa nữa chứ. Ba chưa nói hay thì ba nói rõ ràng, rành mạch, và từ từ nó úp. Trong môi trường từ từ nó úp. Cứ trong môi trường là nó sẽ ghim vô, từ từ nó úp. Quan trọng là mình tự tin, mình đâu có còn những cái định kiến mất mặt hay gì nữa đâu. Và ví dụ như là mình nói không ai hiểu thì mình nói là xin lỗi, tôi nói là tôi học chưa được mạnh lắm, tôi nói hơi bị dốt, thông cảm. Ai đánh đấm gì đâu. Và càng ngày thì nó càng lên. Quan trọng là những nỗi sợ, có những nỗi sợ, sợ mất mặt rồi, sợ dở rồi, sợ gì đó, đi qua hết những cái đó. Thì cái cuộc sống bình thường, cuộc sống thường ngày, khi mình có gì mình bộc lộ nấy, quan trọng mình không bị ám bởi những nỗi sợ. Và mình cứ thấy, biết mình cần gì thì mình thấy trau dồi được thì mình trau dồi. Khi mình trau dồi là không phải cố ép bản thân, mà mình biết được cái có đủ điều kiện, giống như tôi nha. Khi tôi làm cái chuyện đó, tôi thấy nó hiện giờ nó có đủ điều kiện thời gian, điều kiện con người, điều kiện sức khỏe, đủ cái mọi thứ nhân viên, đủ điều kiện là làm thôi. Không có phân biệt hay không có phải gì hết. Rất khó nói luôn. Vậy thông một pháp sẽ thông vạn pháp. Đúng trong trường hợp nào? Đúng trong mọi trường hợp, đúng cho từng moment. Cái pháp đó đâu cũng là nguồn, không có cái tự ngã, cái bản ngã nào. Bởi vì mình có cái tự ngã, bản ngã nên mình xấu hổ, mình sợ, mình đổ vô. Mọi thứ đều nguồn lên, mình trong vòng tay của nguồn thì mình chỉ có tỏa tình thương yêu. Đâu cũng là mình, hình tướng nào cũng là từ nguồn lên. Vậy nên nhiều người tỉnh thức xong họ cảm thấy friendly, họ không có khoảng cách với người khác, bởi vì đâu cũng là từ nguồn lên. Thì cái gì mà họ gặp trong thực tại của họ, họ thấy như là thấy như gặp chính mình vậy. Mình đâu có ngại với chính mình, đâu có xấu hổ với chính mình. Mình dốt, mình đâu có sợ dốt. Dốt thì mình dốt thôi. Như tôi nợ cả nước biết. Chưa tới cả nước.
tôi nợ ai cũng biết hết, tôi đâu có giấu gì, đâu có thấy. Qua nhiều cái rào cản như vậy, mình thấy cuộc sống thật là dễ dàng khi mình cứ mở, cứ cởi mở như vậy. Mình thấy cuộc sống thật là dễ dàng và không có ôm đồm quá nhiều thứ. Cho nên cái thông một pháp sẽ thông vạn pháp, đúng cho từng khoảnh khắc, đúng luôn luôn và mãi mãi. Và cái pháp mà sự thật tuyệt đối là cái mà sẽ trường tồn, vĩnh cửu, không biến, không biến. Và đó chính là cái duy nhất bất biến trong vũ trụ. Vậy cho nên nói từ đời nào tới giờ cũng nói một cái. Rồi, thì có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà thôi hên xui. Rồi, cảm ơn câu comment này của bạn. Và mọi người nếu như muốn comment thì cứ free thả comment bên trong trên kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở chủ nhật, thứ bảy chủ nhật cuối tuần. Bye bye. We'll be right back.